Red Dead Redemption sẽ ra mắt trên PC vào ngày 29 tháng 10, bao gồm tất cả các nội dung chơi đơn với nhiều cải tiến đồ họa. Tựa game sẽ có mặt trên Steam, Epic Game Store và Rockstar Store, tạo cơ hội cho nhiều người chơi tiếp cận hơn. Người chơi sẽ được trải nghiệm toàn bộ nội dung, bao gồm cả phần mở rộng Undead Nightmare, đảm bảo giá trị chơi lâu dài. Mở rộng Undead Nightmare thì không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ, mà còn được xem là một trong những mở rộng lớn nhất của lịch sử game. Câu chuyện của John Martin thì không chỉ là một cuộc phiêu lưu mà còn là cuộc hành trình tâm lý, khám phá các chủ đề như là sự hối lỗi và sự thay đổi. Người chơi có thể hoàn thành câu chuyện chính trong khoảng 20 đến 30 giờ chơi cùng với nhiều nhiệm vụ phụ để khám phá. Việc không có chế độ online có thể làm cho một số người chơi thất vọng, nhưng mà nội dung chơi đơn thì vẫn rất phong phú. Sự hỗ trợ cho độ phân giải cao và công nghệ mới cũng như là DLSS 3.7 sẽ làm cho trải nghiệm hình ảnh trở nên mượt mà hơn. Trong video này thì chúng mình muốn chia sẻ với các bạn 5 điều mà các bạn cần biết trước khi mua tựa game này. 1,2 triệu thì không phải là một con số nhỏ để đầu tư cho một tựa game, nên chúng mình tin rằng là các bạn sẽ cần có những thông tin tham khảo để quyết định đầu tư một cách hợp lý. Liệu đây có phải là một tựa game đáng mua hay không? Chúng mình thì đã lượn lờ vòng quanh để mà tìm hiểu về điều này. Hãy đi vào phân tích chi tiết trong phần tiếp theo của video nhé. Trong lúc tìm hiểu và biên soạn nội dung thì không thể tránh khỏi những phút giây bối rối dẫn đến những sai sót nhỏ. Rất mong các bạn có thể thông cảm và hoan hỉ đóng góp cho chúng mình ở dưới phần bình luận nhé. Chúng mình luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của các bạn và sẽ luôn cố gắng để cải thiện hơn trong các sản phẩm tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào từ chúng mình trong tương lai. Đây thì cũng chính là động lực to lớn để chúng mình có thể tiếp tục trở lại với nhiều nội dung hay ho hơn nữa đấy. Vì hiện tại phiên bản PC chưa ra mắt, nên phần hình ảnh của video này chúng mình sẽ sử dụng footage từ các hệ máy console để mà trình bày các nội dung. Vậy nên các bạn hãy lưu ý phần này nhé. Hình ảnh các bạn thấy ở trên PC có thể là sẽ có những điểm khác biệt đấy. Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính thôi nào. Thông tin đầu tiên mà bạn cần biết đó là phiên bản PC đã có những cải tiến nào so với bản gốc. Sau hơn 14 năm chờ đợi, cuối cùng thì các game thủ PC cũng đã có thể trải nghiệm một thế giới miền Tây hoang dã đầy mê hoặc của Red Dead Redemption. Rockstar Games thì vừa chính thức công bố rằng tựa game kinh điển này sẽ được phát hành trên Steam, Epic Game Store, Rockstar Store vào ngày 29 tháng 10 tới đây. Điều đặc biệt hơn nữa là phiên bản PC sẽ bao gồm toàn bộ nội dung đã được phát hành, từ cốt truyện chính kịch tính cho đến phiên bản mở rộng Undead Nightmare đầy ám ảnh. Red Dead Redemption thì là một kiệt tác của Rockstar Games, đưa người chơi vào một thế giới mở rộng lớn, tái hiện chân thực cuộc sống ở miền Tây hoang dã vào đầu thế kỷ 20. Bạn sẽ vào vai là John Martin, một cựu cowboy phải đối mặt với quá khứ đầy tội lỗi của mình để cứu sống gia đình. Game được đánh giá cao về mặt cốt truyện sâu sắc, đồ họa tuyệt đẹp và thế giới mở sống động. Undead Nightmare thì là một bản mở rộng độc lập của Red Dead Redemption. Undead Nightmare thì đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình và cả người chơi nữa, được xem là một trong những bản mở rộng thành công nhất trong lịch sử game. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi PC thì Rockstar đã hợp tác cùng với cả Studio Double One để mà tối ưu hóa đồ họa và hiệu năng của game. Red Dead Redemption ở trên PC sẽ hỗ trợ độ phân giải 4K native, màn hình siêu rộng và công nghệ HDR, hứa hẹn sẽ mang đến những khung hình sắc nét và sống động chưa từng có. Bên cạnh đó thì game thủ có thể tùy chỉnh nhiều cài đặt đồ họa khác nhau để phù hợp với cấu hình của mình, từ khoảng cách hiển thị đến chất lượng bóng đổ. Và với sự hỗ trợ của công nghệ tăng cường hình ảnh như là FSR 3 và DLSS 3.7, trải nghiệm của game sẽ trở nên mượt mà hơn và ấn tượng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì một tin đáng tiếc đó là phiên bản PC của Red Dead Redemption sẽ không có chế độ chơi trực tuyến. Điều này thì sẽ khiến cho fan hâm mộ cảm thấy hụt hẫng bởi chế độ chơi nhiều người đã từng là một phần không thể thiếu trong các tựa game của Rockstar. Dù vậy thì với thời lượng nội dung chơi đơn đồ sộ và chất lượng cao, Red Dead Redemption vẫn là một lựa chọn không thể bỏ qua cho những ai yêu thích thể loại game thế giới mở. 2. Đó là cấu hình yêu cầu đối với PC của bạn như thế nào? Mặc dù đã ra mắt cách đây 14 năm, nhưng mà Red Dead Redemption thì vẫn đòi hỏi một cấu hình máy tính khá ổn để có thể trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên thì cấu hình tối thiểu để chơi game này không quá cao so với các tựa game hiện đại khác. Cấu hình yêu cầu của Red Dead Redemption trên PC khá linh hoạt, phù hợp với nhiều loại máy tính khác nhau. Với cấu hình tối thiểu thì hầu hết các máy PC tầm trung hiện nay là đã có thể đáp ứng được rồi, cho phép một lượng lớn game thủ có thể có cơ hội để trải nghiệm thế giới miền Tây hoang dã. So với các tựa game AAA hiện đại, cấu hình yêu cầu của Red Dead Redemption có thể xem là khá nhẹ nhàng.
Điều này thì có nghĩa là ngay cả khi những người không có điều kiện đầu tư vào một chiếc máy gaming cao cấp thì vẫn có thể thưởng thức được tựa game kinh điển này. Bạn chỉ cần một bộ vi xử lý Intel Core i5-4670 hoặc là AMD FX9590 kết hợp với các card đồ họa Nvidia GeForce GTX 960 hoặc là AMD Radeon R7 360 là bạn đã có thể khám phá thế giới miền Tây hoang dã trong Red Dead Redemption rồi. Để tận hưởng đồ họa đẹp mắt và hiệu năng ổn định hơn thì Rockstar khuyến nghị là người chơi sử dụng cấu hình cao hơn với bộ xử lý Intel Core i5-8500 hoặc là AMD Ryzen 5-3500X cùng với cả các đồ họa Nvidia GeForce RTX 2070 hoặc là AMD Radeon RX 5700 XT. Tuy nhiên, nếu mà bạn muốn có những trải nghiệm mượt mà nhất thì việc đầu tư vào một chiếc SSD là hoàn toàn đáng giá. 3. Cốt truyện và nhân vật và độ dài của game ra sao? Đối với nhiều người chơi trên PC thì đây sẽ lần đầu tiên mà họ trải nghiệm Red Dead Redemption. Về mặt cốt truyện thì Red Dead Redemption lấy bối cảnh vào năm 1911 xoay quanh cựu tội phạm là John Martin, một thành viên cũ của băng đảng do tên tội phạm giết người khét tiếng Dutch van der Linde lãnh đạo. John thì đang cố gắng sống một cuộc đời lương thiện, nhưng do áp lực từ các đặc vụ liên bang, ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi săn lùng các thành viên khác của băng đảng cũ của mình. Sự tan lụi dần của miền viễn Tây Mỹ cũ trước làn sóng văn minh đang phát triển là một chủ đề chính trong Red Dead Redemption, cũng như là câu chuyện cá nhân của John khi mà ông cố gắng đối mặt với quá khứ của mình, thứ mà ông đang cố gắng hết sức để thoát khỏi. Red Dead Redemption tự hào có một dàn diễn viên đáng kinh ngạc, theo phong cách điển hình của Rockstar Game, bao gồm nhân vật chính xuất sắc là John Martin, được lồng tiếng bởi Rob McElhenney, cũng như là một nhân vật phản diện chính hấp dẫn là Dutch van der Linde, lồng tiếng bởi Benjamin Byron Davis. Cả hai người này thì chúng ta đã nói đến trước đó. Các nhân vật chính khác mà người chơi sẽ gặp là đặc vụ liên bang Edgar Ross, cựu đồng minh của John là Bill Williamson và Xavier, US Marshal Lee Johnson và nhiều người khác. Đối với những người đã chơi Red Dead Redemption 2 thì một số cái tên chắc hẳn là sẽ khá quen thuộc. Red Dead Redemption ra đời vào thời điểm ngành công nghiệp chưa bị ám ảnh quá mức bởi cái việc là làm trò chơi dài hơn, nhưng mà nó vẫn là một trò chơi thế giới mở của Rockstar. Những người chơi muốn hoàn thành câu chuyện chính của trò chơi có thể mất đến khoảng 20 giờ, nhưng nếu mà bạn thực hiện một số nhiệm vụ phụ và nội dung tùy chọn thì bạn có thể kéo dài thời gian lên đến 25 hoặc là 30 giờ. Thông tin thứ tư mà bạn cần nắm được đó là bản mở rộng Undead Nightmare thì có gì khác biệt. Undead Nightmare thì là một bản mở rộng độc lập của Red Dead Redemption, mang đến một luồng gió hoàn toàn mới cho trò chơi gốc, được xem là một trong những bản mở rộng thành công nhất trong lịch sử game. Thay vì thế giới miền Tây hoang dã bình yên, thì người chơi sẽ phải đối mặt với một đại dịch zombie đã biến miền Tây hoang dã trở thành địa ngục. John Martin thì sẽ phải tìm cách sống sót và tìm ra cách chữa trị cho đại dịch này. Phần game mở rộng tạo ra một bầu không khí u ám, đáng sợ với những sắc sống rùng rợn và những sự kiện siêu nhiên. Người chơi sẽ phải chiến đấu chống lại đám đông zombie bằng những vũ khí đặc biệt, khám phá những địa điểm mới và thực hiện những nhiệm vụ độc đáo. Mặc dù là một phiên bản mở rộng, Undead Nightmare vẫn có một cốt truyện riêng biệt, kết nối chặt chẽ với mạch truyện chính của Red Dead Redemption. Undead Nightmare thì không dài bằng Red Dead Redemption, nhưng mà nó là một bản mở rộng đáng kể, kéo dài khoảng từ 8 đến 10 giờ. Chỉ riêng câu chuyện chính của nó thì cũng đã là một trải nghiệm đáng kể, nhưng mà nếu người chơi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung tùy chọn, có thể dễ dàng trải nghiệm lên đến hàng chục giờ chơi. Thông tin số 5 mà chúng mình muốn đề cập đến đó là đánh giá của cộng đồng game thủ về game này thì sao? 9,7 điểm trên 10 điểm theo đánh giá của IGN, 9,5 điểm theo đánh giá của GameSpot, 96% người dùng Google yêu thích tựa game, 95 trên 100 điểm của Metascore trên trang Metacritic và là một trong những tựa game phải chơi theo đánh giá của trang này. Cùng với đó là một danh sách dài vô cùng tận với 26 giải thưởng, 22 đề cử cho các giải thưởng uy tín trong ngành game thế giới và rất nhiều các hạng mục như là Art Direction, Gameplay Engineering, Character Performance, Game Direction và vân vân mây mây. Đánh giá của cộng đồng game thủ cho Red Dead Redemption là cực kỳ tích cực khi mà ra mắt trên các nền tảng console trước đây. Với uy tín của Rockstar Games thì có lẽ là chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về mặt chất lượng hoạt động của phiên bản PC sắp tới đây.
Trên Steam thì tựa game này có bán giá khoảng là 1,2 triệu đồng, cũng không phải là một con số bé, nhưng mà so với chất lượng đã được khẳng định của Red Dead Redemption thì chúng mình tin rằng là số tiền này là hoàn toàn xứng đáng. Trên đây thì là 5 điều mà chúng mình muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà phiên bản PC của Red Dead Redemption ra mắt. Rất mong là những thông tin này sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong việc là xuống tiền đầu tư cho tựa game hay không. Bạn đã chơi tựa game này trên hệ máy console chưa? Bạn nghĩ là chúng ta có nên đầu tư phiên bản PC sắp ra mắt hay không? Hãy cho chúng mình biết ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của chúng mình. Nếu mà các bạn thấy nội dung này hay thì hãy chia sẻ với bạn bè để chúng mình có thêm cơ hội tiếp cận với những người bạn mới. Đừng quên ủng hộ sự chăm chỉ của chúng mình bằng một lượt like và subscribe để có thể cùng nhau thảo luận về những thông tin thị trường game hấp dẫn trong những video tiếp theo của Andy Gaming nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!